Thưa quý vị và các bạn, trên cái tuyến đường mà đi vào cái khu vực của núi Sam, chùa Bà Châu Đốc đó các bạn, đó thì bên tay trái có một cái ngôi chùa gọi là chùa Huỳnh Đạo nha các bạn. Đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sơ nét về cái phong cảnh xung quanh cũng như là những cái